Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là giá vàng trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 10, tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần này. Cụ thể, với thị trường vàng thế giới, giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch sáng hôm nay theo giờ Việt Nam sau khi đã lao dốc hơn 1,5% ở tuần trước đó. Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên sáng hôm nay được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch sáng hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, với thị trường vàng thế giới thì tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể như sau, trong phiên giao dịch đầu giờ sáng hôm nay ngày 18 tháng 10, giá vàng giao ngay tăng 0,16% lên ngưỡng 1.770,2 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 0,14% lên mức 1.770,85 đô la Mỹ. Giá vàng tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng ngày thứ hai ngày 18 tháng 10 sau khi giảm sâu ở cuối tuần trước. Trong tuần vừa qua, vàng đã vấp phải ngưỡng kháng cự mạnh ở ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ounce và dẫn tới đợt giảm 30 đô la Mỹ vào phiên giao dịch cuối tuần trước. Theo giới chuyên gia thì giá vàng sẽ không giữ được đà tăng cho tới khi đủ lực mua để giúp vàng thoát khỏi mức kỹ thuật quan trọng này. Triển vọng kinh tế tốt hơn dự đoán sau khi báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ cho kết quả tốt hơn mong đợi đã gây áp lực lên kim loại quý ở cuối tuần trước. Sự rụt giảm đã lấy đi toàn bộ đợt tăng vào giữa tuần, giúp vàng tăng lên tới ngưỡng 1.801 USD trên một ounce. Kim loại quý cũng chịu sức ép từ sự gia tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, triển vọng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ trở nên bảo thủ hơn và khẩu vị rủi ro gia tăng trên thị trường chứng khoán. Theo ông Philip Cherry, chiến lược gia thị trường tại Blue Line Future chia sẻ với Kitco News. Ở thời điểm này, vàng đang gặp nhiều trở ngại cũng như là nhiều mức kháng cự ở mức 1.800 đô la Mỹ, 1.805 và 1.815 đô la Mỹ trên một ounce, trong khi mức hỗ trợ cần quan trọng cần giữ là 1.750 USD. Nếu vàng mất mức này thì chúng ta có thể thấy giá xuống 1.720 USD và 1.685 USD, ông Cherry nói. Bitcoin chạm mức 60.000 đô la Mỹ và gần đạt mức cao nhất mọi thời đại lần đầu tiên trong 6 tháng cũng làm gia tăng áp lực đối với thị trường vàng khi mà kim loại quý này tiếp tục cạnh tranh với đồng tiền ảo trong vai trò là tài sản phòng ngừa lạm phát. Bitcoin sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý. Bitcoin đã trở thành mối e ngại đối với vàng khi mà nó bắt đầu phổ biến hơn. Để giá vàng tăng cao hơn, tăng trưởng sẽ cần đình trệ hơn nữa. Ông Cherry nói thêm. Nhờ phân tích quan sát triển vọng thị trường vàng vẫn khá lạc quan bất chấp sự sụt giảm của kim loại quý. Lưu ý rằng nhu cầu đối với vàng sẽ đến. Giá vàng luôn gặp khó khăn khi vượt ngưỡng 1.800 đô la Mỹ, nhưng đợt giảm vừa rồi là một cơ hội để mua vào. Lo ngại đang gia tăng và rất nhiều người đang tìm kiếm tài sản an toàn. Vàng, tiền điện tử và trái phiếu chính phủ thường là nơi họ sẽ tìm đến, theo nhà môi giới hàng hóa cấp cao của LGO, Bohabakor cho biết. Và ông cũng nhận thấy rằng vàng sẽ vượt được ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trong tuần này nhờ lo ngại về lạm phát cũng như là vấn đề về chuỗi cung ứng. Ngoài ra, vàng sẽ học cách sống chung với Bitcoin, ông nhận định như vậy. Một trong những trở ngại lớn hơn mà kim loại quý đang phải chống lại đó là kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ cứng rắn hơn trong vấn đề giảm mua trái phiếu và tăng lãi suất. Các nhà giao dịch vàng biết các đợt tăng lãi suất sắp diễn ra, đây là lý do tại sao vàng đã neo ở mức dưới 1.800 đô la Mỹ trong một thời gian dài như vậy. Nhưng các đợt tăng lãi suất sẽ rất thấp với tất cả các khoản nợ của Mỹ, Fed sẽ không có khả năng bắt đầu tăng lãi suất quá cao. Theo ông Habercor cho hay, trên góc nhìn kỹ thuật theo ông Barrett Malik, chiến lược gia toàn cầu của TD Securities cho biết rằng vàng đã không thể vượt qua ngưỡng 1.800 đô la Mỹ, giá vàng tăng chỉ trên 1.796 USD trên một ounce, tương đương mức trung bình động trong 200 ngày nhưng không thể bứt phá nó và điều đó đã cho phép các nhà đầu tư bán ra một lần nữa. À, cũng theo ông Malik, giá vàng có thể sớm vượt 1.800 đô la Mỹ trong một ounce vì Fed không thể nâng lãi suất quá cao. Quý vị và các bạn thân mến, ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới phục hồi nhẹ trở lại, thế còn giá vàng trong nước diễn biến như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng trên thị trường trong nước bám sát diễn biến của thị trường vàng thế giới là một điểm nổi bật trong những ngày vừa qua. Khác với một giai đoạn trước đây, thị trường vàng trong nước luôn một mình một chợ. Chốt phiên giao dịch cuối tuần vừa qua, giá vàng tại thị trường trong nước đã giảm trong khoảng 50.000 cho đến 400.000 đồng trên lượng. Sau đây là một số giá vàng tại thị trường trong nước trước giờ mở cửa phiên này. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng SJC ở mức 57,10 cho đến 57,82 triệu đồng trên lượng theo hai hướng mua vào và bán ra tại chi nhánh Hà Nội và 57,10 cho đến 57,80 triệu đồng trên lượng tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 57 triệu đồng cho đến 57,70 triệu đồng trên lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 57,10 cho đến 57,70 triệu đồng trên mỗi lượng. Hệ thống P&G niêm yết ở mức 57 triệu đồng cho đến 57,75 triệu đồng trên mỗi lượng. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở thời điểm này, phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch sáng hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ở thời điểm này, giá vàng tại thị trường trong nước, cụ thể là với vàng SJC cũng như là vàng 4 số 9 đều quay đầu tăng nhẹ trở lại. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 5.705.000, bán ra 5.775.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. SJC Hà Nội mua vào 5.705.000, bán ra 5.777.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.710.000, bán ra 5.770.000. Doji Hà Nội mua vào 5.690.000, bán ra 5.760.000. P&G Hồ Chí Minh mua vào 5.700.000, bán ra 5.775.000. P&G Hà Nội mua vào 5.700.000, bán ra 5.775.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều bán, chiều mua vào không có sự thay đổi. Phú Quý SJC mua vào 5.707.000, bán ra 5.765.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 5.708.000, bán ra 5.764.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 5.700.000, bán ra 5.750.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng ACB mua vào 5.700.000, bán ra 5.750.000, tăng 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 50.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Cũng như là giá vàng tại các tỉnh thành phố, vàng 4 số 9 và cùng đó là vàng nữ trang SJC, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm trên bảng giá. Cột phía bên tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn là chiều mua vào của các tổ chức lớn, còn cột phía bên tay phải màn ảnh của quý vị và các bạn là chiều bán ra của các tổ chức lớn. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên sáng hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.